quý vị, ngày hôm qua, ngày 18 tháng 8 là ngày cuối cùng của đợt 1 xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy, quận Ngũ Hành Sơn đã tổng lực lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình để sàng lọc, phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Tại các phường, hàng chục điểm xét nghiệm hộ gia đình được các địa phương tổ chức bài bản ở các khu dân cư, với việc phân chia thời gian xét nghiệm theo từng khung giờ, bố trí cán bộ đứng điểm hỗ trợ sát khuẩn cho người lấy mẫu. Quá trình xét nghiệm diễn ra trật tự, nghiêm túc. Người dân đều phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và duy trì khoảng cách an toàn để phòng chống dịch. Kết thúc đợt 1, quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 24.952 đại diện hộ gia đình, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, quận đang tích cực truy vết, đảm bảo không để bỏ sót các trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường và cảng cá Thọ Quang, hai chuỗi lây nhiễm lớn trên địa bàn thành phố hiện nay. Giãn cách từ 7 ngày cách ly tại chỗ thì người ta mới xét nghiệm hết được. Sáng nay là tổ chúng tôi là tổ 53, tổ 52 đã xét nghiệm gần như 100% các hộ đại diện hộ gia đình xét nghiệm, và có như vậy mới sàng lọc được cái Covid ở trong cộng đồng nếu còn tồn tại. Và trong ngày hôm nay 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, ngành y tế quận và các phường tiếp tục lấy mẫu đại diện hộ gia đình đợt 2 trên địa bàn quận để xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm sớm bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.